Cô chào các em, trong video này cô sẽ đọc tiếp mẫu câu của bạn 7 và bạn 8 nhé. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? What's your favorite sport? What's your favorite sport? What's your favorite sport? Đó là bóng rổ. It's basketball. It's basketball. It's basketball. Còn bạn thì sao? What about you? What about you? What about you? Môn thể thao yêu thích của tôi là bơi lội. My favorite sport is swimming. My favorite sport is swimming. My favorite sport is swimming. Mary, bạn đang đi đâu vậy? Where are you going, Mary? Where are you going, Mary? Where are you going, Mary? Tôi đang đi đến trung tâm thể thao. I'm going to the sports center. I'm going to the sports center. I'm going to the sports center. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? What's your favorite sport? What's your favorite sport? Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng bàn. My favorite sport is table tennis. Đây là câu ví dụ các em nhé. Màu sắc yêu thích của bạn là gì? What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? Chúng ta qua bạn mẫu câu số 8 nhé. Tên của tôi là Tom. My name's Tom. My name's Tom. My name's Tom. Tôi đang học lớp 5. I'm in grade 5. I'm in grade 5. I'm in grade 5. Tôi sống ở một thành phố lớn. I live in a big city. I live in a big city. I live in a big city. Môn học yêu thích của tôi là toán học. My favorite subject is maths. My favorite subject is maths. My favorite subject is maths. Món ăn yêu thích của tôi là cá và khoai tây chiên. My favorite food is fish and chips. My favorite food is fish and chips. My favorite food is fish and chips. Tôi là một fan lớn của bóng chày. I'm a big fan of baseball. I'm a big fan of baseball. I'm a big fan of baseball. Màu yêu thích của tôi là màu hồng. My favorite color is pink. My favorite color is pink. My favorite color is pink. Món ăn yêu thích của tôi là mì phở với gà, tức là phở gà. My favorite food is pho noodles with chicken. My favorite food is pho noodles with chicken. My favorite food is pho noodles with chicken. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bảng 7 và bảng 8. Hẹn gặp lại các em trong bài đọc bảng 9 và bảng 10 nhé.